Mừng tất cả các anh chị chúng ta quay trở lại với buổi đọc sách ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tiến sĩ Thái Văn Toàn cùng toàn thể quý anh chị. Và chúc toàn thể quý anh chị chúng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an, thành công, giàu có. Và cũng như chúng ta biết được là về cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu cho chúng ta khám phá được cái bản thân của chúng ta, cũng như những cái mà chúng ta có trong con người của mình nó luôn luôn tiềm ẩn, và làm sao chúng ta khai phá được. Và khi chúng ta khai phá được những cái khả năng đó của con người thì làm sao chúng ta có thể vận dụng nó. Thì với cuốn sách của tiến sĩ Thái Lâm Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa, sẽ mang đến cho chúng ta những cái bước mở và cũng như những cái hành trình để chúng ta làm sao có thể có được cho mình những cái mục tiêu, những cái kỹ năng, những cái kế hoạch để mình trở thành những con người thành công và giàu có. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến với cuốn sách đó là Chiến lược Kinh doanh Thu hút Nhân tài và Những bí quyết để trở thành tỷ phú, tiến sĩ Thái Văn Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa. Và cũng như em xin mời anh có thể chia sẻ cho phòng Zoom về cuốn sách, cũng như thể là hôm nay anh sẽ tự mình đọc sách cho chúng ta nghe và tất cả anh chị chúng ta cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Em xin mời anh. Vâng, xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Phải không ạ? À? Nghe rõ không? Các bạn đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Nếu rõ thì nhắn lên phương chấm cho tao. Nhưng mà thằng Mến, thế là chúng ta lại gặp nhau 5 giờ 30 cho tới 7 giờ hàng sáng để chúng ta cùng chiêm nghiệm những quyển sách, đúng không ạ? À, những ngày trước thì chúng ta đang đọc cái quyển sách là Nghĩ Giàu và Làm Giàu của tác giả Napoleon Hill. Hôm nay tôi sẽ đọc cho các bạn quyển sách là Chiến lược Kinh doanh Thu hút Nhân tài, Những bí quyết để trở thành tỷ phú của tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thì cũng chia sẻ các bạn luôn, các bạn có biết được cái bộ phim gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ thì có, theo tôi thống kê thì có đâu đó 10 nhân vật nổi tiếng là cao thủ, đại cao thủ trong giới võ thuật, đúng không ạ? Thì anh chị biết có trong 10 cái cao thủ đó có 4 cao thủ võ lâm, đó là cha con Đoàn Dự, thứ hai nữa là cha con của Kiều Phong, đúng không ạ? Và đánh nhau trong tàn kinh cát vì một chỗ những sức xích mất nhỏ, đúng không ạ? Thì lập tức là làm sao 4 thằng đánh với nhau, cao thủ mà đánh tâm lum đó la, thì có một thầy chùa đó tên gì tôi quên mất rồi, tại khái là tôi nhớ cốt truyện rồi tôi không nhớ tên cái đồng chí đó, thì mới nhảy ra nói thôi 4 cao thủ đừng có đánh nữa, ông nói hãy dừng lại đi. Ông vừa nhảy ra cái là sao 4 thằng kia dân ra đó, ủa nhà ngươi là ai, ngươi đâu có nổi tiếng đâu, đâu có tên trong bản đồ thế giới đâu, anh đâu có tên Đoàn Dự đâu, anh đâu có tên gì Kiều Phong đâu, cha của Kiều Phong đâu, anh cũng không phải là tiến sĩ Thái Lâm Toàn, sao võ công dữ vậy, anh chỉ là một người quét gác thôi mà. Thì ông thầy chùa đó mới nói đúng rồi, tao quét gác, nhưng mà tao quét gác trong tàn trên cát 40 năm nay rồi, thì 40 năm nay tao đọc hết chân sách rồi. Thí dụ ông nói ngày xưa khi mà cha của Kiều Phong á lẻn vào tàn kinh cát đọc những cái quyển sách gì đó, Thiếu Lâm gì đó ha, rồi nói cha của Đoàn Dự là phải đọc sách gì đó là la, đúng không? Đại khái là nội dung tôi không có nhớ, nhưng mà tôi chỉ nhớ cốt truyện gì đó. Cho nên là ông đọc vị được từng khách hàng, ông đọc vị từng đối thủ, cho nên tịnh tiến với cái cuộc sống ngày hôm nay, anh chị thấy không? Cái ông thầy chùa đó, ông ẩn danh, nhưng thật ra ngày xưa là ông cũng là một cao thủ võ lâm. Và trong cái quá trình mà ông khởi nghiệp dựng nghiệp, nghĩa ông đi là giang trắng giang hồ, đúng không, thì ông bị thất bại, cho nên ông quay vô chùa tu. Mà vô chùa tu thì ông vô ông quét gác thôi, và ông đọc sách hàng ngày, ông cứ đọc sách, mà trong mấy chục năm trời ông trở thành đại cao thủ. Cho nên anh chị thấy ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2022, tự nhiên chúng ta có một ông thầy nào đó rất là rảnh, sáng 5 giờ 30 thức dậy đọc cho chúng ta nghe, tạo chúng ta có sân chơi cái Zoom này. Thì chúng ta đọc sách và chúng ta hãy tích tụ kiến thức. Và trong cái quá trình chúng ta đọc sách như vậy đó, các bạn sẽ tìm ra những cái từ khóa cho anh chị đó sẽ kể về một cái câu chuyện liên quan tới mình. À, những câu chuyện thành công và ngay cả những câu chuyện thất bại. Để làm gì anh chị? Để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Đó là cái format của cái buổi đọc sách hàng sáng từ 5 giờ 30 tới 7 giờ của Viện Đào tạo Bách Khoa. Và tôi hy vọng đây là một cái sân chơi rất là bổ ích cho giới trẻ ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta rất là mê phim, ngày hôm nay chúng ta rất là mê game, ngày hôm nay chúng ta rất là mê nhiều thứ, đúng không? Mê gái đẹp, mê rượu ngon, đúng không? Nhưng mà anh chị hãy mê một lần đọc sách, anh chị sẽ thấy trong đó có nhiều chiêu thức giống như là chúng ta đọc trong tàn kinh cát. Đó là một cái câu chuyện vui như vậy để chúng ta bắt đầu tiếp tục buổi đọc sách ngày hôm nay.
Các bạn thân mến, cái quyển sách Chiến lược kinh doanh và thu hút nhân tài, những bí quyết trở thành tỷ phú này tôi viết cách đây khoảng 10 năm. Thì chúng ta đang ở cái trang 64, đó là lợi thế xuất khẩu sẽ thu hút FDI. Thì tôi sẽ đọc cái đoạn này và chúng ta cùng nghe nhé các bạn. Lợi thế xuất khẩu sẽ thu hút vốn FDI, dù còn không ít thách thức nội tại, nhưng với lợi thế có từ các cái APTA, điển hình là TPP đã kết thúc đàm phán, các doanh nghiệp dệt may kỳ vọng tăng trưởng của ngành này trong năm 2016 sẽ đạt mức trên 20%. Đồng thời, doanh nghiệp xuất khẩu cũng thu về lợi nhuận tốt hơn từ việc giảm thuế, do trong nội dung đàm phán của một số FTA đều lấy dệt may làm lợi ích cốt lõi. Với thuế xuất, một số thị trường chính giảm dần về 0%. Theo dự báo của Phòng Thương mại Mỹ, MCHAM, chưa tính đến tác động của TPP, theo kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ có thể đạt 51,4 tỷ USD vào năm 2020, trong đó dệt may là 15,2 tỷ USD. Theo ước tính của Phòng Thương mại Mỹ, con số này sẽ vươn tới mức 20 tỷ USD vào năm 2025. Anh chị thấy ghê không? Cái có nghĩa là khi mà chúng ta tính tiền ở trên thế giới toàn là tỷ đô, trong khi đó chúng ta ở Việt Nam chúng ta có vài tỷ Việt Nam đồng thôi. Tính toán của Vitas cho thấy chỉ riêng hàng dệt may nếu xuất khẩu 10 tỷ USD thì phần thuế sẽ lên tới 1,7 tỷ USD. Vì vậy, nếu TPP có hiệu lực, thuế sẽ giảm về 0% thì sức cạnh tranh sẽ rất lớn. Ít nhất Việt Nam có thể phát triển thị phần thêm gấp đôi trong 10 năm tới. Dự kiến ngặt nghèo về quy tắc xuất xứ quy định tại mỗi FTA, trong đó với TPP là quy định quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Một mặt là trở ngại, nhưng về dài hạn đó là động lực để doanh nghiệp lập chiến lược đầu tư, điều chỉnh hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường. Cụ thể, mỗi doanh nghiệp sẽ phải tự xây dựng chuỗi cung ứng riêng hoặc tham gia chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp trong vùng để gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh. Số liệu do Vitas đưa ra cho thấy chưa khi nào dệt may lại đón dòng đồng vốn tư trực tiếp nước ngoài lớn như khoảng 2 năm trở lại đây. Thì có nghĩa là tôi viết cái quyển sách này đâu đó năm 2015, thì xuất bản năm 2016, thì đó, vâng vâng. Chỉ tính riêng năm 2014, FDI vào lĩnh vực dệt may đã đạt 1,64 tỷ USD, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành dệt may thu hút hơn 50 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 1,12 tỷ USD và dự kiến cả năm 2015 vượt khoảng 2 tỷ USD. Cho tới nay, đây là khoản vốn cao kỷ lục. Các bạn thân mến, các bạn nghe tôi đọc đó là 1 tỷ, 2 tỷ đô. Anh chị nghe cái số 1, số 2, anh chị có thể là thấy tình hình nó ít. Thật ra anh chị mà lấy đó, anh chị nhân cho 23.500 là chị thấy rất là nhiều tiền nha. 1 triệu đô là bây giờ đâu khoảng 23 tỷ gửi, có nghĩa là 24 tỷ đi. Tính 24 cho anh chặn ha. 1 triệu đô là 24 tỷ. Như vậy thì... 1 tỷ USD đó là 24.000 tỷ. Cho nên là 2 tỷ USD nó là 48.000 tỷ, gần 50.000 tỷ. Anh chị thấy nếu mà chúng ta đổi cái tờ giấy 100 đồng hoặc là chúng ta đổi cái tờ giấy 5.000 như tôi lì xì gì rồi đó, thì có thể tiền nó chắc tới mặt trăng, đúng không? Cái dòng tiền mình chắc tới mặt trăng. Cho nên là 2 tỷ USD là lớn lắm anh chị, chứ không phải chuyện đùa. Đặc biệt sau một thời gian thương thảo, tìm hiểu cơ hội đầu tư theo tên từ Vistas, Aditya Vitas, tập đoàn hàng đầu Ấn Độ về sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu dệt may sẽ trở lại Việt Nam vào đầu năm 2016 để tiến gần hơn tham vọng đầu tư nhà máy tại Việt Nam. Mục tiêu của Aditya Bila tại Việt Nam là đầu tư lĩnh vực kéo sợi dệt vải và nhuộm hoàn tất. Cần phải nói thêm, Aditya đứng thứ 48 trên 500 trong số các tập đoàn công ty hàng đầu của Ấn Độ. Trong đó công ty Aditya, công ty con trực thuộc tập đoàn, là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu sợi kéo lớn nhất của Ấn Độ, với doanh thu hơn 45 tỷ USD năm 2014. Có thể nói chưa lúc nào ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội lớn về mở rộng năng lực sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư FDI và tăng giá trị xuất khẩu như lúc này. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý các địa phương cẩn trọng và đánh giá các cái dự án xin phép cấp phép đầu tư để lựa chọn được dự án FDI chất lượng, đảm bảo công nghệ tốt, không gây hại cho môi trường.
À, tôi đã đọc xong cho anh chị thế. Cái mục này rất là khó, nó rất là nhiều cái thông tin của FDI. Vậy thì FDI là gì? Nãy giờ ông toàn đọc quá trời FDI. Cái FDI chính là những cái dự án mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đó gọi là FDI, vậy cho dễ hiểu. Còn FDI là gì, tiếng Anh là gì, anh chị lên Google hỏi chị Google, chị Google ở chị Google cho em hỏi FDI là gì, enter nó sẽ ra đúng không. Thì tóm lại FDI là gì, FDI là các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó có hai cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ cho anh chị. Một câu chuyện thứ nhất á, anh chị thấy á, chủ tịch của một tập đoàn, một công ty nước ngoài, ví dụ tôi lấy ví dụ như Samsung này, hoặc là các cái tập đoàn khác, thì ví dụ như Sony đi anh chị, thì họ quyền lực họ lớn lắm nha, chứ không phải giống như là tập đoàn Bách Phá Group chủ tịch là tiến sĩ Thái Văn Toàn, thấy nó bèo bèo đúng không, nhưng mà thật ra đó nó cũng không bèo lắm đâu. Nhưng mà anh chị thấy ở nước ngoài, mà ví dụ như tập đoàn Samsung đi, tôi lấy ví dụ anh chị mà đã từng đi Hàn Quốc á, anh chị thấy cái đại lộ ngay ngã tư á, mà đi hết cái một cái dọc cái con đường, nó giống như là cái đường mà để tôi hình dung thôi, nó giống như cái con đường là chỗ khu công nghiệp Biên Hòa một, mà nó có đường quốc lộ 1A, mà anh chị chạy dọc 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 nó có một cái khu công nghiệp á, thì anh chạy có thể chạy đâu đó khoảng, nếu đi xe hơi thì đâu đó khoảng nửa tiếng mới hết được cái xưởng của Samsung. À, ngày xưa tôi nhớ là tôi đi Hàn Quốc là tôi vậy, tôi xe hơi một cái bạn nó chở tôi đi là khoảng nửa tiếng mới hết cái chiều dọc của cái xưởng, và chiều ngang này nó dài lắm. Tại vì ngày xưa là cái anh tổng giám đốc của Samsung là bạn của tôi thì chở đi, thì tôi thấy là anh chị thấy là ý nói là sao anh chị? Ý nói là cái một cái xưởng, một cái công ty, một cái tập đoàn của nước ngoài khi mà làm tổng giám đốc chủ tịch thì quyền lực nó ghê gớm, tại vì cái nguồn vốn nó khá lớn. Nói như vậy để anh chị hình dung. Và nếu anh chị có dịp mà đi lên nhà của thằng tổng giám đốc Samsung bây giờ luôn nè, đó, thằng con của ông chủ tịch ngày xưa đó, là bạn của tôi đó, là anh chị thấy nó sống, ví dụ như nó thay vì người ta chúng ta là có tiền đúng không, thì chúng ta sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đó nó cũng vui lắm, là nó sống cách thành phố Seoul khoảng 300 cây số, 300 cây số, và nó mua cả một cái ngọn đồi, nguyên một quốc lộ, khi mà quẹo vô cái là nguyên cái đường đó là của nó không, và nhà là sống trên đồi đúng không anh chị thấy không. Còn mình Việt Nam mình là sao, lúa lúa trường toàn mày muốn mới ở trên núi xuống hả, nhưng mà thật ra ở trên núi xuống là cao thủ gió lâm nha anh chị. Cho nên nó tổng giám đốc Samsung á, khi mà bước vô cửa đó là mở cửa bằng bằng giọng nói đấy, nó là những cái sensor trong cái máy. Thì đó là người bạn của tôi, đó là lý do tại sao anh chị biết không? Ngày xưa là tôi xài điện thoại là iPhone, tôi là rất thích iPhone, nhưng mà từ khi mà quen cái thằng bạn đó, cái nó qua nó nói, ê mày mày bạn phải bạn của tao không, cái nó hỏi tiếng Anh, cái tôi nói sao không phải bạn, không phải bạn, sao tôi qua đây bạn, nói sao mày bạn của tao mà mày tòi rồi xài iPhone cái gì tôi tặng cho mày một bộ Samsung, nghĩa là nó bắt đầu nó tặng từ iPad nè, điện thoại nè, về laptop còn là Samsung không. Đó là lý do tại sao tôi xài Samsung. Thì ý ở đây nói là gì, ý ở đây nói anh chị thấy cái tầm mà tổng giám đốc hoặc là chủ tịch của một cái tập đoàn nó qua làm việc với Việt Nam mình là nó chơi, nó làm việc với thủ tướng không à? Anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên là khi mà mình đọc ở đây nè, số liệu thì đâu có 1 2 tỷ đô hoặc là 45 tỷ USD là con số khá lớn đấy anh chị. Anh chị cứ nhân cho tôi 24 ngàn là chúng ta hình dung được cái nguồn vốn khá lớn. Rồi, đó là một cái câu chuyện tôi chia sẻ cho anh chị, để anh chị thấy đọc số liệu, chúng ta đọc trong sách báo vở báo chí rồi đó, thì chúng ta thấy số liệu là số liệu phải biết nói, số liệu nó phải hiểu được cái số liệu thì chúng ta mới thấy tầm quan trọng của nó. Tôi lấy ví dụ như trường hợp khi tôi đi qua Hàn Quốc, tôi có dịp tôi đi qua Hàn Quốc nhiều, tại vì ngày xưa tôi làm trường đại học thì tôi làm trợ lý, tôi mở các cái ngành ví dụ như mỹ phẩm chứ. Anh chị thấy mỹ phẩm là nó ở chợ đêm của Hàn Quốc tại Seoul nó bán như là chúng ta bán kẹo ở đây và người đàn ông của Hàn Quốc xài mỹ phẩm, đại tôi bị sốc văn hóa. Nó bị sốc quá, người Việt Nam mình xài mỹ phẩm là nói ê mày mày giống như thằng VD quá vậy mày, nhưng mà Hàn Quốc nó là vậy không. Và Hàn Quốc nó lại có cái công nghệ thẩm mỹ nên anh chị thấy á, bây giờ nó quay lại cái việc phim kiếm hiệp đi, ngày xưa á, những cái diễn viên mà phim kiếm hiệp á, người ta có nét đẹp mà người ta gọi là nét đẹp tự nhiên trăm phương đúng không ạ. Còn bây giờ tôi coi phim Hàn Quốc, coi phim gọi là Hồng Kông hay là những cái bộ phim bây giờ của các diễn viên đó, sao nó đẹp giống nhau không, là anh chị biết tại sao, tại vì nó đi thẩm mỹ viện y như nhau luôn, cái khuôn mặt đẹp như dung là đẹp y như dung luôn, lỗ mũi sửa nó sửa y luôn, cái miệng nó sửa y luôn,
Cho nên là thằng nào cũng giống na ná nhau. À, nên là diễn viên nữ nào cũng giống na ná nhau. Chị nghĩ là sao chị? Nó mất luôn ngay cái vẻ đẹp tự nhiên. Đúng không ạ? Thì tôi không dám bàn gì lĩnh vực thẩm mỹ đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà ý tôi là có một cái quan sát như vậy đó. Có nghĩa là chúng ta, khi chúng ta đọc sách, chúng ta sẽ liên hệ tới thực tiễn nó như vậy. Và ở đây nó nói tới ngành dệt may. Thì gắt may thì tôi cũng làm ở trường đại học Nguyễn Tất Thành. Thì anh chị biết rồi, trường đại học Nguyễn Tất Thành xuất thân từ một cái phòng đào tạo của công ty dệt may Sài Gòn. Lúc đó là do thầy Nguyễn Mạnh Hùng làm phó phòng đào tạo của công ty dệt may đó. Sau đó thầy bắt đầu sao là làm nhân sự, thầy mới thành lập một cái phòng đào tạo, một cái ban đào tạo, sau đó mới thành lập một cái trung tâm đào tạo, rồi mới trở thành một cái trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, sau đó mới trường bán công Nguyễn Tất Thành. Thì lúc đó tôi mới gặp thầy, thì tôi làm trợ lý cho thầy, thì tôi nói thầy ơi, thầy đổi là trường bán công Nguyễn Tất Thành đi, ông Nguyễn Tất Thành đâu có công lớn cái gì, sao lại đổi là trường cao đẳng bán công Nguyễn Tất Thành, hay phải đổi thành trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành đẹp trai đúng không? Đó, đẹp trai là khúc sau ra tôi nói nha, chứ không phải người ta gì đó. Thì bắt đầu mới từ trường cao đẳng mới biến thành trường đại học. Đấy, đó là lịch sử của đại học Nguyễn Tất Thành. Thì chẳng qua tôi nói vậy, thì tại sao tôi nói tới Nguyễn Tất Thành vậy, tại vì ở trong đây là hội đồng quản trị có một thầy rất là giỏi, thầy làm ngành dệt may, và thành thầy vừa làm ngành dệt may mà vừa làm luôn cả cái lĩnh vực giải trí. Có nghĩa là thầy có các cái phim, cái gì ta gặp chiếu phim Galaxy bây giờ đó là của thầy đầu tư đó chị. Mà cho nên chính vì tôi làm việc với những người đó, những cao thủ võ lâm đó, cho nên tôi mới không biết ngành dệt may là cái gì, cho nên tôi mới có thời gian tôi nghiên cứu ngành dệt may. Cho nên cái ngành dệt may này tôi khá gành, cho nên là đó là lý do tại sao có cái quyển sách này, mà cái giai đoạn cái trang 64 và 65 này nó có liên quan tới ngành dệt may. Đấy, đó là tôi là tác giả của quyển sách này, cho nên tôi nói rõ cái phần này cho anh chị nghe nè. Cho nên ngành dệt may ngày xưa đó nó không phải như vậy bây giờ đâu anh chị. Là anh chị muốn xuất khẩu đi nước ngoài là anh chị phải có quota, gọi là quota đó, có nghĩa là anh chị phải có sức đi. Tôi lấy ví dụ như ngày xưa bộ trưởng bộ thương mại hay là bộ tôi quên mất rồi, là ông Mai Văn Dâu á, tôi dịch ra là ông Mãi Văn Dầu. Bây giờ ông đó thì như đang ở trong tù thì phải, bộ trưởng đúng không? Có nghĩa là khi mà anh chị muốn xuất khẩu một cái ngành dệt may của mình đi thì anh chị phải thông qua ông đó. À, thông qua ông ký một cái thì ông mới đi. Thì nhớ tới ông Mai Văn Dâu là Mãi Văn Dầu, thì có một thằng con là Mãi gì đó tôi quên. À, là có một cái hôm qua thì em Dung vừa điện thoại cho tôi nói là anh Toàn chết, coi chừng chết vì phụ nữ, là tôi mới nhớ lại thì ông Mai Văn Dâu là chết gì cũng vì phụ nữ. À, đấy, nên là căng lắm, anh chị là làm doanh nhân anh chị phải nhớ nha. Thì ở đây là tôi có một cái phân tích và đọc sách như vậy, thì cho nên anh chị đọc sách số liệu là anh chị phải liên quan, chúng ta đọc những số liệu chúng ta phải liên tưởng nha. À, rồi đó là những cái phân tích chút xíu anh chị sẽ chia sẻ về câu chuyện hoa hậu. Riêng tôi là tôi rất thích và tôi ghét ghét hoa hậu. Hoa hậu càng đẹp là tôi càng ghét. À, tôi không giống như anh Tony Hoàng đâu. À, tại vì sao? Tại vì hoa hậu đẹp là tôi ghét. Ghét cay ghét đắng. Ghét thập tệ luôn. Lý do? Nó có lý do không đó, đúng không? Lý do là gì? Lý do ông bà ta thường nói. Ông ta thường nói gì? Ghét của nào chị trao của đó, cho nên tôi thấy hoa hậu đẹp tôi ghét. Một câu chuyện vui như vậy để chúng ta tiếp tục trang 65. Sự chuẩn xác và nghiêm túc trong kinh doanh. Tôi đọc tiếp nha các bạn. Các bạn thân mến, sự hài hước cũng là nét thú vị của những người làm kinh doanh. Tuy nhiên, sự nghiêm túc trong công việc mới là yếu tố cần thiết nhất mà bạn phải rèn luyện và trau dồi thường xuyên. Theo nghiên cứu, việc trình bày thẳng thắn và nghiêm túc về các quan điểm cũng như kiến thức về công việc, cuộc sống sẽ giúp uy tín của bạn được gia tăng đáng kể. Sau đây là 7 cách để bạn chứng tỏ cho người khác thấy mình là một người luôn nghiêm túc và tuyệt đối tôn trọng công việc. A. Để người khác nói về bản thân họ. Đây chính là một trong những bí quyết để tạo ấn tượng tốt mà không phải ai cũng biết. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy việc nói về bản thân cũng có khả năng kích thích não bộ tương tự như một bữa ăn ngon hoặc là sự kích thích giới tính. Khi mỗi người nói về sự trải nghiệm cá nhân của mình, họ phần nào trở nên yếu đuối, dễ bị tổn thương hơn, và khi đó họ sẽ có xu hướng dễ dàng gắn kết với người đối diện hơn. B. Trang phục chỉnh chu. Hình thức bề ngoài là ấn tượng đầu tiên chúng ta tạo ra cho người khác. Điều này đúng trong mọi hoàn cảnh. Srivia Antas Hewes, tác giả của cuốn sách A Tasty Still Presents The Missing Link Between Hermes and Success, cho biết
Một nhà nghiên cứu Rin Seton đã chứng minh một người chỉ mất khoảng 0,1 giây để tạo ra ấn tượng đầu tiên với người khác. Thời gian này tương đương với cái đập cánh của một con chim gùi. Sự chỉnh chu ở đây không có nghĩa là bạn phải quá chải chuốt với một bộ cánh thời thường hoặc một cái kiểu tóc modern. Cũng không hẳn là bạn phải luôn diện một bộ trang phục màu xám từ ngày này qua ngày nọ để chứng tỏ sự nghiêm túc. Đơn giản nhất, hãy nhìn vào cách ăn mặc của những người cùng ngành hoặc trong công ty của bạn và học hỏi một cách chắt lọc để tạo ra một phong cách chỉnh chu cho riêng mình. À, ở đây tôi dừng lại một tí xíu. Có nghĩa là chúng ta đang nói gì anh chị? À, tôi thấy bạn Dung nhắn vào trong chat ghét gì chưa được sở hữu hoa hậu. Sẽ biết. Đó. Em đâu có gần anh đâu em biết. Anh là ghét hoa hậu lắm nha. Nhất là hoa hậu Vi Thí của Mayland. Nói đùa thôi. Nhiều khi mà anh đọc cái video này mà cho nó vui thôi. Đúng không? Thì ở đây tôi có 7 cái cách để bạn chứng tỏ người khác thấy mình là một người luôn nghiêm túc và tuyệt đối tôn trọng công việc. Thì đầu tiên nhất là để người khác nói về bản thân họ, đúng không? Là cái việc này thì đơn giản rồi. Cái đoạn thứ hai, cái ý thứ hai là trang phục chỉnh chu. Cái này tôi có một cái kỷ niệm, anh chị biết rồi, tôi thì quê ở Vĩnh Long, thì tôi là thường là tôi quen đó là phong cách của tôi là hai lúa. Mà anh chị biết rồi, hai lúa là ngày xưa đó, anh chị biết đó, lên là ở dưới quê mà mới lên mà, thì cái quần ống thấp ống cao, đúng không? Thì anh chị thấy tôi mà mặc chỉnh chu như vậy là có một cái lý do. Tại vì ngày trước đó tôi, khi tôi làm phó giám đốc của Aribank á, thì có một cái sếp cũng đồng hương. Cái sếp đó cũng, sếp của tôi là cũng tiến sĩ ạ. Anh cũng rất giỏi, tôi cũng rất nể trọng anh. À, thì tạm thời tôi không nói tên nha. Thì có một ngày nọ, đi tiếp khách xong, cái sếp nói, sếp nói, mày vô phòng anh nói chuyện nha. Mình hết hồn, mình tưởng là ông nói cái gì. Ông nói á, mình làm á là ngân hàng mà mình làm lãnh đạo luôn em có biết tại sao là đó là nguyên nhân nha. Tôi nhớ hoài luôn, tôi có rất nhiều người sếp, mỗi người sếp cho tôi một kỷ niệm đó, và tôi chỉnh chu và tôi chắc lọc, cho nên anh chị rất là may mắn hơn tôi ngày hôm nay là anh chị được đọc sách và tôi phân tích lại, anh chị sẽ rút được những cái điểm cao hút cốt để anh chị sẽ chỉnh chu hơn cho mình, đúng không ạ? Thì tôi đang nói cái việc mà gọi là ăn mặc trang phục công sở, nó không giống ngày hôm nay đâu. Ngày hôm nay quá nhiều thông tin để chúng ta học về trang phục, fashion, thời trang, đúng không? Thì vị sếp đó mới nói rằng là chúng ta làm ở ngân hàng thì em biết tại sao khi những cái văn phòng chúng ta phải hoành tráng và các cái ngã tư, vậy gọi là sao ạ? Mắc tiền nhất là anh thuê không? Thì anh, tôi cho là nên đúng anh, tại vì mình là mình là huy động vốn mà, ngân hàng mà. Ví dụ như ngân hàng mà anh chị muốn là bạn Dung gửi tiền vào thì anh chị phải vô lộn toàn bảnh toản, vô nhà cửa phải đàng hoàng, đẹp trai đẹp gái, đúng không? Thì anh chị mới đem quên đầu tư tiền cho. Tới giờ tôi gặp anh tôi đi hoàng, ảnh mặc cái quần xà lỏng, xách cái bịch ti lông, đúng không? Ông mặc áo thun đi dọc dọc cái bờ kinh nhiêu lộc thì nghe, thì làm sao dám gửi chục tỷ cho ông trời, đúng không? Tôi lấy ví dụ cho các bạn. Như vậy thì rõ ràng là ngân hàng là phải những cái điểm rất là cao, đúng không? Cho nên anh chị thấy để ý đi, giống như Sacombank ngày trước tôi cũng làm ở Sacombank, là tư vấn của các sếp là sếp là phải hoành tráng. Tôi rút kinh nghiệm từ Aribank, tôi qua Sacombank. Cho nên anh chị có một cái từ khóa đây là gì? Anh chị mà đi đám cưới, dù ngày mai đi đám cưới này, chúc mừng em Dung. Chúc mừng em Dung với lại đám cưới của em. Lần đầu chưa có kinh nghiệm, lần sau rút kinh nghiệm. Đúng không? Nói như vậy là cô dâu cũng tái mặt liền, chú rể cũng tái mặt luôn, đúng không ạ? Đám cưới tôi có đám cưới lặng rồi, lần sau có kinh nghiệm xong lại, đúng không? Cho nên là tùy nha. Quay lại vấn đề là trang phục, thì sếp ấy nói mình làm lãnh đạo cho nên là gì, em phải chỉnh chu. Thì lập tức bữa đó tôi về là sao, hồi xưa là tôi phái mặc áo Việt Tiến lắm vậy, đang nói tôi dệt may đúng không, mặc áo Việt Tiến. Nhưng mà sao tôi bỏ hết Việt Tiến, tại vì sao, mình là giống như anh sinh viên mà, mình ở dưới quê miền Tây thì chị biết rồi, những người ở miền Tây là xòe xòa lắm, chủ yếu là nội dung tốt hơn chứ không cần ngoài phải áo đẹp, đúng không? Thậm chí đeo đi làm mà đeo dép lê nữa. Bây giờ đi là phải sao? Anh chị thấy bây giờ là có rất nhiều cái fashion, có những cái tư vấn về fashion, có nghĩa là về thời trang. Mình lấy ví dụ như là áo Việt Tiến là bỏ hết. Mình không có chê Việt Tiến nha. Lên sóng này đừng có nói tổng giám đốc anh Việt Tiến của bạn tôi không có chê. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện đẳng cấp. Tôi lấy ví dụ, anh chị mặc là phải mặc áo bia. Áo bia bây giờ là phải 3-4 triệu một cái, đúng không ạ? Viết là phải viết mon lăng giống như vậy nè. Viết này thì không phải viết mon lăng, viết này gọi là viết ngọc trai của một anh tổng giám đốc nè, tôi sẵn tôi quảng cáo cho anh luôn nha Long.
viết ngọc trai nè chị, là rất nhiều tiền. Đây là bằng ngọc trai không đó. Đấy là cái viết để viết của ngân hàng là để ký tên. Cho nên anh chị thấy ngày xưa đó nha, ở thành phố này có hai người có cái viết. Khi mà tôi về làm ngân hàng, khi tôi rời khỏi ngân hàng á, mà tôi đi qua trợ lý cho đại học, thì tôi mới tư vấn cho sếp tặng quà là ở đây là bí thư thành ủy có một cây viết ngon lành khoảng 3.000 đô, thì tiến sĩ Thái Lâm Toàn có một cây viết và tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng có một cây viết ngon lành. Anh chị hiểu tôi nói không? Viết cây viết là phải 3-4.000 đô, một cái guộc cây viết là phải 800.000. Ngày xưa 800.000 cũng nhiều lắm á, gần bằng hai chỉ vàng đó, vàng là 450.000 một chỉ đó. Cây viết ngon lành nó có đặc điểm là gì? Anh chị thấy không? Tôi làm cái gì là tôi nghiên cứu tận nơi tận cùng của thế giới. Cái viết bông lăng á, nó hay một chỗ là gì? Anh chị ký tên trên một tờ giấy, mà cái tờ giấy đó anh để trong cái thao nước, cái thao nước đó đó mà làm tờ giấy sắp sửa gã cả luôn, nhưng mà mực nó vẫn không phai. Nó đặc điểm của cái viết bông lăng là vậy. Cho nên dùng cái viết đó để làm gì? Dùng cái viết đó để ký tên, chứ không có để viết bài giống như mình đâu ha. Thường các cái ship dùng viết để ký tên, cho nên là cái phong cách tôi là dắt viết như này, thì thấy không? Đấy không, để tôi chia sẻ thật sự. Áo là phải ngon lành đẳng tỏng. Nam thì chỉ có mấy cái thôi. Thứ nhất là nhẫn, nhẫn đeo thì phụ nữ có thể là nhẫn những kim cương, chỉ cần một nhỏ thôi, một cái nhẫn nhỏ thì nhìn vô là biết đẳng cấp sang, chứ đâu nhất thiết phải giống như dưới quê đeo một cái lắc là mấy cây vàng ở đây. Thằng các anh chị đeo một lắc mấy cây vàng không bằng một người đeo một chiếc nhẫn nhỏ thôi đẳng cấp. Ví dụ như nhẫn là nhẫn phong thủy và anh nhìn vô là biết đó là người đẳng cấp, tại vì tùy theo đá phong thủy. Thì nói về vàng bạc đá quý thì tôi lại có một cái kinh nghiệm từ ngân hàng Sacombank là Sài Gòn. SCB có nghĩa là Sacombank FBJ, nghĩa là một cái công ty vàng bạc đá quý trực thuộc ngân hàng Sacombank, nó nằm ở trên đường 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 đó. Thì ngày xưa tôi cũng công tác đó, cho nên là nói tới đâu là tôi có một cái kỷ niệm ở đó, thì tôi phân tích cho anh chị. Quay lại vấn đề ý thứ hai có nghĩa là gì? Chỉnh chu. Anh chị nhìn vô bộ gió, nghĩa là cái phong thái của người đó, là nếu mà người nào mà nhìn là biết được, ông nội này ông mặc áo đơn giản cái thôi, chứ nhìn vô là thời trang. Một cái áo là 5-6 triệu, có những loại áo khác nữa không phải bia là 5-6 triệu. Anh chị nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà nó lại là nghĩa là thương hiệu, hơn nhau là cái thương hiệu. Ví dụ như cái đồng hồ chẳng hạn, này không phe của nha anh chị, cái đồng hồ này của tôi nè, là ở Việt Nam này chỉ có 2 cái đồng hồ thôi. Không, cái này nó thiệt luôn, đồng hồ này của tôi là của thụy sĩ, đúng không ạ? Và nó có một certificate, nghĩa là nó có một cái chứng nhận và nói về lịch sử của đồng hồ. Đồng hồ này là đồng hồ cổ, và nước để vô đây là anh chị thấy buổi tối nó đẹp lắm ha. Có nghĩa là ở trong đại biểu quốc hội có một cái đồng hồ này, và ở Việt Nam là tôi có đồng hồ này. Tại sao chị? Cái thời mà tôi làm cái này từ ngân hàng, tôi mua từ thời ngân hàng là tôi nghe sếp nói xong vậy là tôi sưu tầm, và khi mà mua xong là nó về nó sẽ có một cái thư cảm ơn đàng hoàng. Nó giống như là anh chị khi mà anh chị qua Singapore hoặc Malaysia ngày trước anh chị thấy tôi là nói chung là anh trai Sài Gòn mà. Anh trai miền Tây mà, tôi là nhiều khi tôi không có xài tiền nhiều, nhưng mà nhiều khi tôi là có những cái hứng ẩu lắm. Tôi lấy ví dụ, cái này là câu chuyện có thật. Khi mà cái đoàn công tác của ngân hàng Agribank đi qua Singapore, thì anh chị biết rồi, Singapore hoặc là Malaysia là một trong những cái nơi mà nó làm kim cương. Cái thời đó là tôi chưa có làm ở Sacombank FBJ, cho nên tôi chưa phân biệt đâu là kim cương thật, kim cương giả. Nhưng bây giờ là tôi phân biết được. Ví dụ như là kim cương của anh chị, mà anh chị đeo nhẫn á, là kim cương nó có giá trị hay không giá trị là do cái người mà thiết kế thi công mỹ nghệ đó, có nghĩa là lát cắt. Ví dụ ở Singapore thường là kim cương sẽ mắc hơn Malaysia, mặc dù nó cách nhau có qua cây cầu, anh chị hiểu không? Cái nước Malaysia với Singapore nó giống như là huyện Đức Hòa với thành phố Hồ Chí Minh, nó cách nhau có cây cầu sáng, nó bước qua cây cầu à. Anh chị nào mà đi ra Singapore hoặc Malaysia anh chị thấy, thì ở anh chị thấy ở Malaysia nó bán kim cương, bán cộng đồng cũng đấy bự không à, đúng không? Là nó không có đẹp, nhưng mà nó không có mắc tiền bằng ở Singapore. Nó có cục nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sao, tại vì cái kim cương mà là nó lát cắt nó rất đẹp. Anh chị mà có kính hiên viên thì soi lên đó, nó mới gọi là dân sành điệu. Chứ tự nhiên thấy bà Dương mới đeo một chiếc nhẫn nhỏ xíu cho nên là nhìn bà Dương bà đeo cái nhẫn cho nhỏ xíu, nhưng mà nhìn kỹ lại là kim cương. Anh chị thấy kim cương nó khác nhau, bây giờ nó có nhiều loại kim cương lắm. Kim cương nhân tạo, anh chị thấy buổi tối mình tắt đèn, đúng không? Mà anh chị đeo chiếc nhẫn, anh chị thấy nó phát sáng, cái nhìn ánh sáng là biết, đó, ghê đó. Tôi có cái có nghiên cứu là tôi nghiên cứu sâu vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày xưa mà tôi làm bưu điện chẳng hạn,
Tôi nghe cái điện thoại của nhà bạn Dung bị hư, thì tôi chỉ cần lấy cái điện thoại của tôi gọi cho điện thoại của bạn Dung. Mà bạn Dung, điện thoại nhà bạn Dung bị hư, thì tôi nghe phản ánh là cái hồi chuông, là tôi đoán luôn là cái máy điện thoại nhà bạn Dung bị cái gì luôn. Và tôi nói em lại sửa, tôi kêu lên em lại sửa cái khúc đó, lập tức sửa được. Anh chị hiểu tôi đâu? Có nghĩa là mình làm việc là phải có mức chuyên gia như vậy đó. Tôi chỉ nghe cái tiếng hồi âm chuông thôi là tôi đã biết ngay cả cái điện thoại nó như thế nào. Đấy, nói chung là nói về các ngành nghề. Thì quay trở lại về trang phục chỉnh chu, cho nên chúng ta nghe này nè, là chúng ta ăn mặc đó, là trong cái quyển sách này tôi có nói ăn mặc không nhất thiết phải lè lẹt, nhưng mà chúng ta chỉ cần một số điểm nhấn mà. Thì tôi lấy ví dụ như giày, giày của nam bây giờ anh chị thấy không, có nhiều loại lắm, 100-200 ngàn cũng có, nhưng mà giày 4-5 triệu bạc cũng có luôn, đúng không? Ví dụ như dây nịt cho nghe, dây nịt 200-300 ngàn có, nhưng mà dây nịt 5-6 triệu có. Cho nên quan trọng nhất là anh chị nhìn cái phong thái của mọi người và anh chị tự tin. Ý tôi nói đây là gì, chúng ta đây là tất cả các CEO doanh nghiệp đúng không, chúng ta chỉ cần mặc một cái bộ đồ khoác trên vai như vậy thôi, chỉ cần nhìn qua bộ gió thôi là ồ hôm nay là đẳng cấp này. Anh chị hiểu tôi nói không, nhìn cái là biết đúng không ạ? Đấy, cho nên đó là không nhất thiết chúng ta phải nói nhiều đúng không ạ? Cao thủ là chỉ cái EVP nào đó, thì giống như quay lại cái bộ phim mà tôi có chia sẻ chị Thiên Long Bát Bộ đó, thì anh chị thấy là những cái cao thủ gió lâm đó, thì người ta sẽ sao ạ, người ta có những cái chỉ cần những cái cử chỉ hành động thôi là người ta biết được đồng chí đó như thế nào. Rồi tôi phân tích như vậy nên chị thấy thì cũng là nhân dịp đây rồi tôi đọc sách này tôi nhớ tới, và tôi cũng rất cảm ơn các vị sếp đúng không ạ, cho chúng ta nhiều kinh nghiệm. Đấy, chỉ cần sếp nói vậy thôi là mình hiểu ngay và luôn đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như tôi nói về sếp đi, thì cái vị sếp đầu tiên nhất mà tôi cũng rất kính trọng đó là cái sếp nguyên là giám đốc bưu điện của tỉnh Đồng Tháp, sau đó lên làm SPT. Thì lúc đó là sếp cũng làm giám đốc trung tâm VoIP hay trung tâm gì đó tôi quên, trung tâm điện thoại STC đúng rồi, ở bên chỗ Trung Sơn, khu Trung Sơn gần Phú Miên quận 7 ta đó. Thì thời điểm đó tôi làm trợ lý cho sếp. Sếp nói là bây giờ em phải viết một cái công văn gửi cho đối tác khách hàng, gửi cho mấy chục ngàn cái thuê bao điện thoại gì đó, nó đại khái là một cái nội dung về chăm sóc khách hàng cho banh. Thì tôi viết tôi hì hục buổi sáng luôn, mà anh chị biết rồi, tôi thì cũng dân hay chữ tốt mà, tôi viết được 15 quyển sách. Từ cái giai đoạn đó thì tôi chưa viết được sách đâu, nhưng mà tôi cũng là thuộc dạng là học trong trường là cũng có bài bản, có đi học đúng không. Thì sẵn cái câu chuyện có đi học tôi kể cho anh chị có một câu chuyện vui đúng không. Một ngày nọ thì anh Tony Hoàng đó là thủ tướng của một nước đúng không, đang ăn cơm, cái thằng lính chạy vô nói sếp 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 có bạn của thầy của a sếp đi học thời phổ thông kìa, bây giờ muốn vô gặp sếp. Cái anh Tony Hoàng lúc đó là thủ tướng nói mày bắt cho thằng đó cho tao, nó thấy là tao nó bắt nó đâu, nó ủa sao kỳ vậy, bạn có sếp ra bắt giỡn qua, cái thằng đó nó mạo nhận đó, sao mạo nhận đó, hồi xưa giờ tao có đi học đâu mà nó nói bạn của tao, ví dụ vậy đúng không. Thì đó là một câu chuyện châm biếm cho những người mà nói là người ta đã có đi học. Thì quay lại cái câu chuyện mà anh chị thấy á, là ủa tôi đang nói cái gì tôi quên rồi đang nói cái vụ gì ta, đi học viết viết cái một cái thư ngỏ. Thì anh chị biết cái thư ngỏ đó, đó mà ship mà sửa cho tôi, mà ship ngày xưa tôi còn giữ tới tay bây giờ này. Ship của tôi ngày xưa bên ngành bưu điện bưu chính viễn thông đó, là không có viết giống như mình đâu, không có bút bi giống như mình, mà ship chơi là giống như học trò đó, ship chơi cái bình mực mà ngày xưa anh chị nhớ không, bình mực mà viết viết gọi là viết bơm á. Thì ông mua mấy cái viết bơm nè, ông bơm màu xanh lè đó, mà ông viết rất đẹp. Đấy, sếp đó bây giờ vẫn còn ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Mà mốt mày thấy cái video clip này chắc sếp khoái lắm. Sếp ký tên vô ha, mà tôi đọc từng cái. Chính vì từ đó vì sao tôi làm giám đốc. Tôi trở thành giám đốc thì tôi nhớ là những cái câu dặn sếp. Ví dụ như là kính chuyển. Ví dụ như bây giờ nào muốn muốn ai đúng không, thì phê duyệt rất là hay nha. Những cái câu sếp phê duyệt mà tôi giờ tôi còn nhớ luôn, kính chuyển, ví dụ như bộ phận nhân sự, bộ phận hành chánh cùng tham khảo, rồi thống nhất ý kiến sao lên đề xuất chỉ đó vân vân, là ký cái rẹt luôn. Và ngày tháng là tôi còn nhớ rõ cái ngày tháng, ví dụ như là ngày 25 tháng 3 2022 thì anh chị phải ghi như thế nào, bên góc trái bên góc phải ký. Cho nên là từ đó về sau là tôi bắt đầu nghiên cứu Bộ Nội vụ có những cái ban hành vi phạm pháp luật, có như là những cái quản trị về về hành chính. Thì anh chị phải là ví dụ một trang giấy A4 anh chị mà viết một cái thư, anh chị phải thuộc ở bên trái bao nhiêu, bên phải bao nhiêu, trên nhiều dưới nhiều, anh chị hiểu tôi nói không?
Cho nên anh chị thấy á, là để viết một cái thư ngỏ là anh chị làm sao phải viết trong tờ giấy A4 mà một mặt thôi. Vấn đề không phải là chúng ta làm sao tiết kiệm giấy, nhưng vấn đề ngày hôm nay là sao khách hàng đọc, chỉ cần đọc nhanh và gọn, và viết một cái thư ngỏ chỉ có 3 phần thôi. Thứ nhất là mở bài, thân bài và kết luận. Ví dụ như hôm nay mưa gió bão bùng, em ngồi ngay quán cà phê em nhớ tới anh, ví dụ vậy. Tao đâu có, tao đâu có vô bài đâu, nhưng mà anh chị nói là đầu tiên đúng không ạ, Viện Đào tạo Bách Khoa xin kính chúc quý khách hàng có nhiều sức khỏe và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Viện Đào tạo Bách Khoa trong thời gian qua. Đó là mở bài rồi. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật là la 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 gì đó. Là Viện Đào tạo Bách Khoa giảm 30% học phí là la la la. Của chuyên đề là 9 cấp độ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Hoặc là anh chị đã học 9 cấp độ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả thì anh chị sẽ được giảm 50%. 50% cho chuyên đề là gì? 9 phương pháp đọc vị khách hàng để chốt sale thành công. Ví dụ vậy. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại là la la 0913133. Ví dụ vậy. Thì không? Trân trọng. Và địa chỉ email đó, anh chị là viết, chỉ cần viết thư ngỏ như vậy thôi. Đấy, tôi nói mà tự nhiên là sao? Xuất khẩu thành thơ luôn. Thì anh chị thấy á, là ngay cả bây giờ anh chị thấy mà khi mà tuyển dụng nhân sự thật sự khó. Khó ở chỗ là để viết được một cái công văn, để viết được một cái bài gì đó thì rất là khó, đúng không? Rồi, thôi tôi quay lại, tôi phân tích nhiều quá nó sẽ không đủ giờ. Rồi, như vậy thì ở đây tôi có hai ý. Một là để người khác nói về bản thân họ. Thứ hai là trang phục chỉnh chu. Thì anh chị phải nghiên cứu cái vấn đề này. Nó rất là hay nha. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm xương máu mà tôi rút ra được từ những cái vị mà lãnh đạo trước kia của tôi. Cho nên là anh chị thấy là mỗi một vấn đề nó đều có những cái hay của nó. Khi mà anh chị nghiên cứu sâu anh chị thấy rất là hay. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có những cái buổi đọc sách này và chúng ta chiêm nghiệm. Rồi tôi đọc tiếp nha các bạn. Chúng ta đang ở trang 66. C. Bắt tay thật chắc, chặt và chắc. Một cái bắt tay chặt và chắc là phương tiện để khẳng định sự hiện diện của một bạn một cách hiệu quả. Hiện diện của bạn một cách hiệu quả. Trên đường đi hoặc trong sảnh tiệc, hãy điều chỉnh vai của mình thẳng và hướng đến người mà mình đang hoặc sắp trò chuyện. Khi bắt tay người đối diện, bạn phải giữ ánh nhìn thẳng vào mắt họ, bắt tay chặt và chắc, khuỷu tay gần như tạo thành một góc vuông, và đừng quên cười để chứng tỏ thành ý và sự tôn trọng đối với người đang bắt tay với mình. Riêng cái vụ bắt tay này á, nó cả một cái chuyên đề về kỹ năng giao tiếp thì thôi tôi không phân tích ở đây đâu, tại vì nó có rất nhiều thứ. Ví dụ như anh chị gặp phụ nữ xinh đẹp giống bạn Dung đi, anh chị mà bắt tay, mà anh chị bắt tay mà để lâu quá đó là có vấn đề liền, đúng không ạ? Nói cho nội này em nói là dê sao bắt tay tôi mà giữ lâu vậy, đúng không? Có luôn anh chị, đó là quy tắc bắt tay. Còn anh chị bắt tay hời hợt thì ông này hời hợt, và anh chị bắt tay phải nắm chặt lắc nhẹ, không chặt vô người ta nói anh này là anh chắc cú, đúng không? Người này đáng tin tưởng. Bắt tay nè, tôi vừa bắt tay em vô cái nhìn qua đây, em vô mà khỏe, em vô cái mắt thì nhìn em văng, tay thì bắt em Dung mà mắt nhìn em Văn là cha nội này không đàng hoàng, anh chị hiểu không? Bắt tay em Dung là cứ nhìn thẳng vào mắt em Dung, sao em phải không? Bắt tay là chắc lượng luôn, anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên là anh chị trong giao tiếp gì nó rất nhiều thứ, giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ, đúng không ạ? Giao tiếp chúng ta không nhất thiết phải lên tiếng luôn. Ví dụ như tôi vô văn phòng gặp trợ lý em Dung, đúng không? Tôi nhìn em Dung cái tôi chỉ cần cười cái là coi như là chào, anh chị hiểu không? Không nhất thiết phải lên tiếng, nhìn cười cái nhìn mắt thẳng rồi cười chiều mến cái là chào, đúng không? Cho nên giống như anh chị thấy trong mấy tử tiên mà nó yêu nhau đó, đúng không? Nó chỉ cần nhìn nhau thôi nó đá rồi là biết rồi, đúng không? Cái đó thì tôi nghĩ rằng là phải để chuyên gia tâm lý phân tích. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái kỹ năng giao tiếp nó có nhiều thứ, cho nên anh chị thấy nè, anh em chúng ta làm kinh doanh cho nên chúng ta bỏ qua nhiều thứ, cho nên tôi thấy là chúng ta cần phải học ăn, học nói, học gói, học mở mà ông bà ta đã nói rồi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải trau dồi kỹ năng. Ngoài cái kiến thức chuyên môn đó là quản trị doanh nghiệp, đúng không? Chúng ta quản trị tài chính, chúng ta quản trị chiến lược, rồi marketing, rồi tất cả nhiều thứ chuyên môn của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái chuyên đề cũng khá hấp dẫn. Đây, tôi đọc tới đâu tôi nhớ, tôi phân tích tới đó cho anh chị. Rồi, tiếp tục. Câu D. Giữ tư thế thoải mái. Tư thế của cơ thể có ảnh hưởng lớn đến cách mà bạn cảm nhận mọi thứ xung quanh, cách bạn thể hiện thái độ và cách mà người khác cảm nhận sự hiện diện của bạn. Chẳng hạn như khi bạn đang đảm nhận vai trò đầu tàu của một cuộc họp, hãy giữ vai và cánh tay luôn mở rộng. Tư thế này sẽ ngầm báo cho hệ thống hóc môn giải phóng một nguồn năng lượng cần thiết để giúp bạn trông tự tin hơn. Bạn sẽ có một sức mạnh thật sự khi giữ cho tư thế của mình luôn rộng mở. Giáo sư Annie Rapp từng nói, đó là cái
giữ cho tư thế thoải mái. Ở đây sẵn đây câu chuyện này tôi chia sẻ chị luôn. Làm sếp có rất nhiều nỗi cô đơn mà không phải chia sẻ, thì tôi đã phân tích rồi cho anh chị rồi. Nhưng mà thần thái nó quan trọng lắm, đúng không ạ? Sắp chết tới nơi rồi, đúng không? Nhưng mà là CEO sao cũng vẫn bình tĩnh, đó vẫn cười vui, đúng không? Mặc dù sao tối hôm qua vợ nó chửi quá trời, đúng không? Nhưng mà vô cơ quan là mình phải bảnh toán, mình là đại ca trong cơ quan mà, mình là CEO mà. Cho nên anh chị thấy là CEO nó có nhiều vai, đúng không? Cho nên anh chị thấy có nhiều người là sao ạ? Em cười như vậy chứ trong lòng em héo lắm đại ca. Ví dụ vậy, đúng không? Đó. Rồi, tiếp tục câu E, hãy kể những câu chuyện. Đó, câu chuyện nãy giờ tôi kể quá trời chuyện luôn. Những con số cụ thể có khả năng tạo ấn tượng, nhưng nó không đủ để kết nối mọi người với nhau. Kinh nghiệm từ TED Talk, một nơi tập hợp những bài diễn thuyết được ghi hình tại các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận TED hay tại các sự kiện độc lập TED diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy, các bài thuyết trình thành công nhất thường bao gồm 65% các câu chuyện, ghê không? Và 25% các con số, phần còn lại là sự giải thích hoặc củng cố quan điểm dựa vào kinh nghiệm cá nhân của người diễn thuyết. Shelley Strandberg đã nhận ra điều này trước khi thực hiện bài diễn thuyết tại TED Talk vô cùng đột phá của mình vào năm 2010. Cô nói với phóng viên rằng, ban đầu tôi đã dự định sẽ trình bày nói chuyện của tôi với toàn những con số liệu thống kê và những sự kiện thực tế mà không chiêm thêm bất cứ quan điểm cá nhân nào vào. Đấy, cho nên anh chị thấy nè, ở đây khi mà tôi viết cái này nè, thì khi mà anh chị biết á, là tôi thì xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, sau đó tôi mới làm về tài chính ngân hàng, rồi tôi mới làm bưu điện tùm lum đó là quản trị thôi, quản lý thôi. Nhưng mà khi tôi xác định tôi vào trường đại học á, và tôi đi dạy á, thì tôi quan niệm rằng là giảng viên giống như ca sĩ, giảng viên giống như ca sĩ, bước lên giảng đường là học trò nó phải vỗ tay. Cho nên có một thời gian á, khi mà tôi đi học nước ngoài về á, phong cách của tôi là vẫn là bình thường, đúng không? Vẫn là áo đẹp đẹp như vậy nè, đúng không? Áo được được như vậy nè, đúng không? Rồi á là phát áo vest lên, đúng không? Thường là tôi phát áo vest lên, mà áo vest tôi phát lên á là tôi không có đeo cà vạt. Đeo cà vạt không có nghĩa là tôi không có tiền mua cà vạt, mà tại vì cái phong cách tôi thầm nói cho những người mà được học á, là nói rằng là gì, tôi là được học hành đàng hoàng, đúng không? Học viện là tiến sĩ, thấy không? Trang phục giống như là sao, đẹp như là ngân hàng đã, tôi đã từng làm qua, có kinh nghiệm. Nhưng áo vest phát vô là thể hiện sao ạ? Mình có đẳng cấp nhưng không thắt cà vạt để làm gì, thể hiện mình không phải là ông ngồi trong bàn giấy, mà tôi là người đi thực chiến. Anh chị hiểu đó không? Cho nên anh chị thấy những cái diễn giả mà phát cái áo vest lên mà không thắt cà vạt là người đó tôi đã thể hiện là tôi là thực chiến. Tôi là nói về cái chiếc xe mà hư là tôi nằm xuống tôi sửa luôn. Anh chị hiểu đó không? Cho nên là tôi không phải là một cái ông tiến sĩ mà ngồi trong giảng đường, mà ngồi trong giấy, phòng giấy máy lạnh, mà là tôi đi thực tiễn ở ngoài. Cho nên là đó là cái phong cách. Và cái phong cách của tôi là diễn thuyết là lên là sao ạ? Là vừa bước lên là phải có MC giới thiệu, giống như chị thấy không, cái phọt má cái xì tay của tôi không, lên đọc sách thôi mà phải có em Dương xinh đẹp nói tôi mới chịu, chứ còn không có em tới là tôi không có hứng tôi nói. Chị hiểu tôi không? Phải có cái em mở bài, sau đó là bước lên, giống như là chút xíu 9 giờ mà tôi sẽ chia sẻ trong nhóm đào tạo, là bước lên sân khấu là phải có nhạc nền, đó là lý do tại sao phải có DJ là vậy. Tưng là đầu chính mời tiến sĩ là la chạy lên, đúng không? Anh như cái gì vậy? Và trong cái bài diễn thuyết á, anh chị phải có những câu chuyện, 65% là những câu chuyện. Tại sao? Tại vô vừa mới đầu chúng ta mà làm giống như nghị quyết, phải không? Giống như nghị quyết của Bộ Chính trị là chúng ta thải mật đã chức vụ nhà nước, chúng ta ra nghị quyết vậy là nghe xong là sao anh chị biết sao? Anh em học viên nó ngủ hết. Cho nên anh chị thấy không? Tất cả những cái gì mà tôi dẫn chứng đều bắt đầu từ câu chuyện, cho nên là ông thầy là phải nhiều chuyện. Nhiều chuyện là nhiều câu chuyện để phân tích, chứ không phải nhiều chuyện kiểu kia. Anh chị thấy không? Tôi dẫn dắt vấn đề, đúng không? Thì ví dụ như tôi muốn nói về cái kỹ năng giao tiếp thì tôi phải có một câu chuyện. Tôi lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ như là nói là các bạn có biết không? Tại miền Đông Hoa Kỳ, có hai cha con nhà nọ sống một cảnh rất là cơ hàn. Một ngày nọ để thay đổi hoàn cảnh của mình, người cha mới nói với người con rằng, Lâm ơi, để thay đổi hoàn cảnh của cha con mình thì là sao? Đó chưa? Tôi cố tình tôi gọi Lâm ơi, là tự nhiên anh Lâm giật mình, tôi nhìn camera thấy Lâm giật mình, đúng không? Tôi cố tình mà mình là thầy mình có quyền, đúng không? Mình đẹp mình có quyền. Lâm ơi, để thay đổi hoàn cảnh của cha con mình, ta sẽ kiếm cho con một người con gái đi làm vợ. Thì mình Lâm mới nói, anh Lâm mới nói là con bây giờ là 18 tuổi, ở Mỹ đủ tuổi bia, thì chuyện cưới sinh là con tự quyết, nam nhi chi chí, đúng không? Thì ông cha già mới nói không.
Những người con gái này là con của chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Thì trầm ngâm một lúc, cái anh Lâm anh nói rằng trong trường hợp này thì ok, đúng không? Sau đó đó, cái ông cha già mới đi đến gặp Bill Gates, chủ tịch của Microsoft, nói rằng thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ để làm rể. Thì ông Bill Gates ông mới nói rằng là tôi thì có con gái 18 tuổi, nó cũng đủ tuổi bia, nhưng mà ở Mỹ thì chuyện cưới sinh do tụi nó quyết định, cho tôi không có ép được giống ở Việt Nam mấy ông đâu nội, đúng không? Thì đó, thì ông cha già mới nói nhưng chàng trai trẻ này là Đoàn Thanh Long, đang là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Thì ông Bill Gates ông trầm ngâm một lúc, ông nói trong trường hợp này thì ok. Sau đó vị chủ tịch ông già mới lại gặp chủ tịch của Ngân hàng Thế giới và nói rằng thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ để làm phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Thì ông chủ tịch nói không, tôi đã có đầy đủ các vị trí Vice President trên phạm vi toàn thế giới, có nghĩa là Vice President có nghĩa là phó chủ tịch của ngân hàng trên phạm vi toàn thế giới, tôi không có nhu cầu tuyển thêm, cho nên mời ông đi ra khỏi giùm tôi cái ông nội. Thì ông già, ông cha già mới tự động mới nói rằng nhưng chàng trai trẻ Đoàn Thanh Lâm này là ghế của Bill Gates, đúng không? Thì ông chủ tịch của ngân hàng thế giới trầm ngâm một lúc và nói rằng trong trường hợp này thì ok. Anh chị thấy tôi kể chuyện không, là nhấn cái câu chuyện là ba chữ ok, trong trường hợp này là ok. Thì ở đây cái câu chuyện này muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là gì, là bạn muốn thành công thì 80% là kỹ năng giao tiếp và kiến thức chuyên môn chỉ đạt 20%, cho nên đó là lý do ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp. Anh chị thấy tôi không, tôi mở bài để diễn thuyết cho một cái buổi kỹ năng giao tiếp là tôi diễn thuyết kiểu đó, anh chị thấy không? Chứ vô mà anh chị nói là theo nghị quyết của hội đồng quản trị, theo nghị quyết của Bộ Chính trị, là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng 80% là kỹ năng là phải tự giao tiếp, 20% còn lại là chuyên môn, là anh em nghe xong anh em ngủ luôn, anh chị hiểu tôi nói không? Mà anh chị phải dựng lên những cái cốt truyện, mà cốt truyện này có thể là có thật, mà cốt truyện này có thể là hư cấu. Thì thật ra câu chuyện đó là tôi hư cấu, câu chuyện của tôi dựng lên, và tôi ngồi tôi suy nghĩ trước khi tôi dạy, tôi suy nghĩ là tại vì ngày xưa mình cũng làm ngành ngân hàng, cho nên ngành ngân hàng là sao, nó đặc điểm của ngành ngân hàng là gì anh chị biết không? Ngân hàng là giao tiếp với những người nổi tiếng và những người có tiền, và giao tiếp với những người sao, là những người không có tiền, mà không người không có tiền đó là thường là những người doanh nhân, nhưng người ta có trí tuệ, người ta đi vay ngân hàng để người ta làm kinh doanh. Cho nên đó là cái câu chuyện đó là do tôi ngồi tôi suy nghĩ ra, là do ngày xưa tôi làm ngành ngân hàng, cho nên là mới có cái chuyện mà chủ tịch của Ngân hàng Thế giới nó làm gì có mà chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta nói chủ tịch của Sacombank, hoặc là nếu chúng ta nói chủ tịch của Alibank, thì là sao, chúng ta sẽ vi phạm pháp luật, do chúng ta dùng hình ảnh, ngôn ngữ, lời nói của những người đó, nó sẽ ảnh hưởng. Tôi lấy ví dụ như trường hợp ngày hôm qua 24 tháng 3 năm 2022 thì chị Nguyễn Phương Hằng xinh đẹp của chúng ta đã vướng vào một số cái vi phạm pháp luật đấy, là do chúng ta dùng thẳng quá. Tôi chửi anh Tony Hoàng, tôi chửi thẳng quá, anh chị phải đi cong cong quẹo quẹo chứ, đúng không anh Tony Hoàng, đúng không? Mình muốn chửi người khác ở trên mạng xã hội thì mình phải dựng lên một câu chuyện như toàn, thì làm gì có chuyện xảy ra. Chủ tịch của Ngân hàng Thế giới là ông nào nói, tôi nói chủ tịch Ngân hàng Thế giới thôi, tôi đâu có nói Nguyễn Nhân An, Nguyễn Nhân B đâu, anh chị hiểu tôi nói không? Cho nên là ở đây mình phân tích tới cái câu chuyện này, có nghĩa là bài thuyết trình thành công của mình là phải có 65% các câu chuyện và 25% còn lại là các con số mà tôi đã sử dụng con số đó chị. 80% đó là quy tắc của Pitot, có nghĩa là quy tắc là 20-80, là 20% tài sản trên thế giới, đúng không? Hoặc là 20% và là 10% là những người giàu có nằm trong tay, tài sản thế giới nằm trong tay 10-20%, nó quy luật 80-20. Và 80% còn lại đa số là sao ạ? Nghèo bền vững. Anh chị có nghe cái khái niệm nghèo bền vững không? Tôi thấy trong văn bản của nhà nước chúng ta hôm nay, phường xã chúng ta có một cái số hộ dân mà vẫn như bình thường, có vẫn nghèo bình dưỡng, có nghĩa là nghèo bình dưỡng là nghèo hoài á. Tôi đọc cái văn bản của nhà nước mình nhiều khi tôi mắc cười, đúng không ạ? Vậy đó, giống như chúng ta ngắt giọng á, gia đình chồng có hai con vợ, đúng không? Gia đình chồng có hai con vợ, gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc đó, đúng không? Nó là anh chị ngắt như là nó sai hoàn toàn rồi, đúng không? Đáng lẽ là gia đình có hai con thì vợ chồng hạnh phúc, đúng không? Nghĩa là đó là cái khẩu hiệu của người ta, kế hoạch hóa gia đình, có hai con ra hai con thôi, để hai con thôi, để chi giờ anh chị kinh doanh, anh chị có tiền mới nuôi nổi hai đứa nó thành tài thành tiến sĩ trong tháng còn được.
chúng ta đẻ nhiều quá cũng nguy hiểm đúng không, và ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia, cho nên người ta sẽ ra được một cái chiến lược để cai quản quá gia đình là gia đình có hai con thôi. Cái này ông Toàn ông ngắt gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc là khác liền đúng không? Đó, nó là đi phạm trù khác, cho nên quay lại vấn đề ở đây là gì? Là chúng ta sẽ nói về số liệu và những con số. Rồi, tôi đọc tiếp nha. Tôi mà phân tích hết nữa chắc nó lâu lắm. Rồi, tiếp tục. Nhưng trước khi Shriver lên sân khấu, một người bạn đã cân cô lại và nói rằng hãy quên những khuôn khổ giáo điều đó đi và nghĩ về một số trải nghiệm cá nhân để làm sinh động bài diễn thuyết của mình. Sherry chợt nhớ ra lúc cô rời khỏi nhà hôm đó, con gái cô đã giật mạnh chân mẹ và mè theo để cô đừng đi. Tại sao không kể về câu chuyện đó nhỉ? Người bạn của Sherry nói, Sherry đã nghe theo lời khuyên đó, cô đã thực hiện bài diễn thuyết với nhiều ví dụ sinh động tương tự và nhanh chóng tạo ra một phong cách gọi là phong trào kể chuyện để làm tính thuyết phục và sự tự tin cho người nghe. À, đó là cái ý này. Tiếp tục ép. Chú ý giọng điệu. Giọng điệu khi nói cũng quan trọng không kém nội dung câu nói. Nếu bạn kết thúc câu bằng giọng điệu cao hơn lúc bắt đầu, quan điểm của bạn sẽ trở nên không chắc chắn hơn đối với người nghe, mặc dù bạn không cố gắng, cố tình tỏ ra như vậy. 57% trong số 700 chuyên gia được khảo sát gần đây cho rằng họ nghĩ việc lên giọng sẽ càng làm cho luận điểm của bạn kém tin cậy hơn. Hãy để những con số tự nói lên thông điệp của nó. Nhà tư vấn chiến lược Benna Smart cho biết, việc lên giọng không có chỗ đứng trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vì thế, nếu bạn muốn có một sự nghiệp tốt, đơn giản là đừng bao giờ lên giọng với người khác. À, mắt nói rằng. Rồi, rồi. Tự tin và khiêm tốn, bắt thầy về giao tiếp, đồng tác giả của quyển sách Hustle, Smart, Rush and Lust, What It Takes to Be an Entrepreneur and Build to Rest Business. Anton Kitan cho rằng, muốn được người khác tôn trọng, bạn phải kết thân với sự khiêm tốn để đạt được sự tự tin như mong muốn. Nghe thì có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thật ra là bạn cần phải có đủ tự tin để làm chủ được sự tôn trọng của người khác dành cho mình, nhưng cũng phải kết hợp hài hòa với sự khiêm tốn, vì khiêm tốn là con đường dẫn đến sự tôn trọng và tự tin, chính là chìa khóa để làm chủ và phát huy tối đa sự tôn trọng ấy. Rồi, tôi dừng lại ở đây. Bây giờ tôi mời anh chị cùng nhau thảo luận cái sự chuẩn xác và nghiêm túc trong kinh doanh, mà trong cái 7 cách để bạn chứng tỏ người khác thấy mình là một người luôn nghiêm túc và tuyệt đối trong công việc. Tôi mời MC Nguyễn Dung có thể điều phối phòng cho bạn. Mời em. Là em xin cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn, và chúng ta cũng thấy là sáng nay tiến sĩ Thái Lâm Toàn đã đọc cho chúng ta về cuốn sách là những bí quyết để trở thành tỷ phú, và cũng như những cái kỹ năng và những cái kiến thức hôm nay vừa tiến sĩ vừa đọc vừa phân tích cho chúng ta, và cũng như lấy những cái câu chuyện dẫn chứng để chúng ta dễ hiểu nhất, và cũng như thể là chúng ta thấy là có thể là những cái câu chuyện là tiến sĩ Thái Lâm Toàn tự tạo ra để cho nó có cái sức sinh động và cũng như để cho chúng ta dễ hiểu, và cũng như những cái câu chuyện nó là có thật, và bản thân cái câu chuyện mà nói đến về cái quảng bá năng lực cá nhân thì chúng ta thấy về cuốn sách Những Giàu Làm Giàu cũng nói đến, và tiến sĩ Thái Lâm Toàn cũng vừa mới nói đến một câu chuyện đó là quảng bá năng lực cá nhân. Và tiếp theo về cái vấn đề về giao tiếp, và cũng như những cái về vấn đề giao tiếp thì bản thân là trong cái trong phòng Zoom của chúng ta thôi. Em lấy ví dụ trong phòng Zoom, trong cái quá trình anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn đang chia sẻ thì có anh Thông là anh tham gia phòng Zoom muộn. Thì khi anh tham gia phòng Zoom thì không phải là anh sẽ bật mic để chào mọi người, mà trong đó anh chỉ dùng một cái cử chỉ anh giơ tay lên anh chào mọi người. Đó là một cách để cho mọi người thấy là có một cái sự giao tiếp mà chúng ta không cần cứ phải là phải nói lên, mà nó chúng ta phải phù hợp với cái môi trường, với cái thời điểm. Và đó là cái điều mà trong cái lúc anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn vừa nói đến, thì trước khi lúc đó thì em thấy là anh Thông có vào thì anh Thông đã dơ luôn. Đó là một cái mà chúng ta đã có được những bài học. Và cùng những cái câu chuyện thì anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn, chúng ta thấy là anh nói là một câu chuyện có thể là dựng ra,
Nhưng sự ở ra ở đây nó không xuất hiện xung quanh chúng ta, cũng như không xuất hiện trên cuộc sống của chúng ta, nhưng mà nó cũng sẽ xuất hiện ở đâu đó. Và một cái mà anh có nói đến là người 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 cha có giới thiệu người con là công việc nọ công việc kia, thì đó là một cách để quảng bá năng lực cá nhân. Và trong cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu có một người mẹ làm một cái bản quảng bá năng lực cá nhân của người con của mình, và đó là lý do khi người con học xong đã được nhận vào một cái công ty rất là lớn. Đó là một cách mà chúng ta cần lưu ý những cái vấn đề. Câu chuyện thì chúng ta nghe mà chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm, đó mới là cái điều quan trọng. Và em xin anh mời các anh chị có thể chia sẻ trong cái buổi đọc sách ngày hôm nay. Anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn vừa đọc vừa phân tích và cũng như lấy cho chúng ta những cái dẫn chứng để chúng ta hiểu sâu và dễ dàng hơn. Anh xin mời sự chia sẻ của các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Trung Thiện có đó không ạ? Dạ, em mời anh Trung Thiện có thể chia sẻ một chút ạ. Dạ, cảm ơn chị Dung. Chào anh Toàn, chào các anh chị trong phòng Dung. Thì nhân cái bài đọc của chị Toàn, thì em có câu chuyện về cái ý thứ hai là cái ăn mặc chỉnh chu. Thì câu chuyện ở đây là cái công ty mà khi mà học xong ra trường thì em vào làm một công ty về nội thất, chuyên về nội thất xây dựng. Thì ở trong một cái phòng sale, phòng bán hàng, thì vào cùng lúc với em là có một cái chị làm về bên thư ký bán hàng cho sếp. Thì chị khá là xinh đẹp và hầu như là mỗi ngày chị có một cái phong cách ăn mặc thời trang khác nhau. Và trong một cái buổi họp về phòng sale bán hàng thì chị có nói là tại sao mà chị lại ăn mặc chỉnh chu và đẹp mỗi ngày. Thì chị nói lý do thứ nhất là tôn trọng bản thân mình là con phụ nữ, là con gái, là con gái phải xinh. Thì mỗi ngày mình tạo cho mình một cái ăn mặc đẹp như vậy thì mình tạo cho mình một cái phong thái tự tin để mà giao tiếp và nói chuyện với khách hàng. Tại vì trong phòng sale thì làm việc trực tiếp với khách hàng. Ý thứ hai nữa là chị muốn nói đó là tôn trọng cái người nhìn. Khi mà người ta nhìn vào mình á, mình có một phong thái ăn mặc chỉnh chu như vậy thì người khách hàng hoặc là người đối diện cảm thấy giống như là tôn trọng cái người đối diện, như người đối diện mình nói, thì sẽ tạo được cái thiện cảm. Và những câu chuyện về cái ăn mặc trong công ty á thì cũng khá là nhiều. Và cái câu chuyện về cái chị đó là mà em nhớ và ấn tượng nhất. Cái thứ hai nữa là cái cách mà bắt tay. Thì ở đây em có ấn tượng là cái cách bắt tay của ông Donald Trump á, từ khi mà ông chưa làm tổng thống đến khi mà ông làm tổng thống thì người ta lên hình rất là nhiều. Mình cũng thấy cái cách mà ông giao tiếp, cách bắt tay của ông rất là chắc chắn và ông luôn kéo cái đối phương về phía mình. Và đó là một cái thể hiện tính cách nó rất là Donald Trump của ông. Và có nhiều cái trong giao tiếp thì cũng có rất nhiều cái đề tài, và như thầy Toàn chia sẻ thì nó cũng khá là rộng, và chúng ta cần phải học nhiều cái chuyên đề về cách giao tiếp như cách nói chuyện. Thì để mà giao tiếp tốt thì chúng ta cần phải học và trao dồi kiến thức mình rất là nhiều. Đó là một vài cái chia sẻ của em ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã nghe. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Trung Thiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Và em xin mời anh Tony Hoàng ạ.
Em có thể chia sẻ một chút cho phòng Zoom của chúng ta có được những cái bài học trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, xin chào toàn, xin chào em Dung. Xin chào tất cả phòng Zoom. Xin lại kêu em Dung là sư tử là đông. Toàn nói mở rộng rất là nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái thông tin, biết cũng hiển cũng biết rất nhiều về một số cái thông tin, cũng gọi là dám tự tin nói đa ngành đấy, cũng tư vấn đa ngành đấy, xuất nhập khẩu hoặc là của ta hoặc là không nhiều lắm, tất nhiên là chưa gặp. Gặp thì rất là khó, đối tượng khách hàng rất là khó. Rất là nhiều thông tin mà cũng đúng rồi, vấn đề thời trang ăn mặc ví dụ như tùy cái môi trường tiếp xúc khách hàng hay là tùy đối tượng, ví dụ như là ví dụ như thời trang mình ví dụ ăn mặc bạn bè, đến với bạn bè hay là giao lưu cà phê hay gì đó thì mình có thể là xòa bình dân thôi, tạo cái sự thân thiện. Nhưng mà nếu mà mình đi tiếp đón hoặc là mình đó đối tác ví dụ như là bàn bạc hợp đồng hay là ký kết hợp đồng gì đó, đàm phán với đối tác mà mình đã có, phải có điểm hẹn, phải có thông tin đối tác hay như thế nào để mình biết cái đối tượng đối tác, cái gọi là đối tác cái tầm như thế nào để mình chuẩn bị một số cái trang phục thời trang để tương xứng cái công việc đó, tương xứng cái đề tài đó mình hôm đó mình gặp. Toàn thông tin mở rộng nhiều thông tin quá nên là nó cũng không nhiều thông tin thì học hỏi đấy, nhưng mà nó lại không cô đọng này, khi cũng khó định vị cái để cái định hướng cái vấn đề thông tin để vào góp ý, để vào chia sẻ. Để các phòng khác chia sẻ thông tin đi. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Tony Hoàng. Bạn Cao Thắng có đó không ạ? Bạn Cao Thắng có đó không? Bạn có thể chia sẻ một chút trong phòng Zoom hôm nay với một cái là lứa tuổi là còn đang rất là trẻ, và cái tầm này thì mọi người đang phát triển rất là nhiều những cái kỹ năng. Và đặc biệt là bạn đang sở hữu rất là nhiều những cái mà nhiều người khác không có được. Đó là tuổi trẻ, đẹp trai và rất là nhiều những cái giá trị đang hơn rất là nhiều người trong Zoom. Bạn Thắng có đó không bạn Thắng? Và cũng như để nói chung là nó rất nhiều cái nó liên quan đến cái quá trình giao tiếp của chúng ta. Nó liên quan rất là nhiều đến giao tiếp và cũng như bản thân của chúng ta, mỗi chúng ta là một cá thể. Và cũng như chúng ta cũng có được những cái khả năng khác biệt với mỗi con người. Và cũng như bản thân em Dung thì cũng chẳng có ai có một cái cá tính giống em Dung được. Và cũng như trong tất cả các anh chị trong phòng Dung cũng vậy, em Dung cũng không thể giống với anh chị được. Và đó là một cách mà chúng ta biết làm sao chúng ta phát huy được những cái khả năng từ trong những con người của chúng ta. Thì cái mà quan trọng nhất đó là về cái cách giao tiếp, để nó sẽ mang đến những thành công của tất cả, và nó cũng sẽ mang đến những cái sự gặt hái về những cái là tư duy và cũng như những cái phương tiện để giúp chúng ta có một cái sự giao tiếp được hoàn thiện và cũng như trong cái sự nghiệp của mình. Và bạn Cao Thắng có lẽ là đang bận gì đó, em xin mời anh Đoàn Thanh Lâm có thể chia sẻ một chút trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, em chào thầy, em chào tất cả các anh chị có mặt trong phòng Zoom ạ. Hôm nay em lại vào muộn, nên là qua cái sự chia sẻ của các anh chị thì mình đọc lại là cái
kỹ năng giao tiếp. Hôm nay thầy Toàn muốn chia sẻ cho chúng ta thì về cái vấn đề mà gọi là kỹ năng giao tiếp á, thì mọi người cần phải rèn luyện cái cách nói chuyện. Kỹ năng giao tiếp là có nghĩa là kỹ năng nói giao tiếp với người đối diện để người để họ là có cái cảm xúc cảm hứng với cái sự giao tiếp của mình, để là mình có thể đi vào câu chuyện có thể là suôn sẻ hơn. Nhiều người thì có kỹ năng giao tiếp rất tốt, họ nói là họ đứng lên họ nói một cái là như diễn giả ấy, thì khi họ nghe họ có rất có cảm hứng và rất là tiếp thu được cái tinh thần của cái người nói. Còn khi mà như mình nói ấy, thì nhiều khi là cũng hơi vấp váp, hơi này kia, có khi là mình nói theo cảm tính, nói theo quán tính, nói như vậy nhưng mà đến một lúc nào đó mình cũng mình chưa nghĩ ra được cái vấn đề thì mình lại phải phanh lại nghĩ tiếp ra, rồi xong rồi mình nói tiếp được. Thì có nhiều người kiến thức họ rộng ấy, thì khi họ nói thì được đám đông hay được mọi người, được người nghe thì họ nói rất là trôi chảy, rất là mượt mà. Thì cái cách nói chuyện họ truyền được cái kiến thức, truyền được cảm những người nghe, thì cái đó là cái cách giao tiếp rất là tốt. Nên mỗi người mà cái kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, cho nên mỗi người cần trau dồi kiến thức của mình, trau dồi cái khả năng nói, khả năng sắp xếp cái khả năng tư duy, khả năng sắp xếp câu chuyện của mình để nói, khi nói thì có thể truyền được cảm hứng cho mọi người. Thì đó là cái về cái mặt nói, còn cái mặt về nhiều cái mặt bổ trợ khác như cách ăn mặc rồi cách đi đứng, cách bắt tay được cả thứ, thì cũng là thể hiện những cách giao tiếp của mỗi người. Cho nên là mỗi kỹ năng, mỗi cái thì đều có cái tầm, có cái ý nghĩa riêng của nó. Cho nên là theo mình thì cái kỹ năng giao tiếp nó cũng rất là rộng, cho nên là cái một người thì phát triển theo cái phong cách của mình, nên là ai thì có cái phong cách đấy để có đạt được cái hiệu quả cao nhất, thì mình nghiệp kiến thức là cái điều quan trọng nhất. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe sự chia sẻ. Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Đoàn Thanh Lâm. Và ở trong phòng Zoom có một người, đó là em thấy là để mà nói về cái vấn đề giao tiếp và cũng như thì kỹ năng quảng bá bản thân, thì em xin mời anh Phan Văn Vĩ. Anh Vĩ có đó không ạ? Anh Vĩ là một người, nếu như bây giờ em nói đến để mà kể với anh Vĩ thì có rất là nhiều những cái gọi là cái nguồn data để em có thể tạo, vẽ lên để anh Vĩ, có những cái mà rất là nhiều cái sức hút, và làm sao cho có một cái mà mình có được những cái giá trị với những con người xung quanh của mình, và đó là những cái mà mình đang cần, và nó cũng mang đến nhiều cái sự thành công nhất. Và chúng ta thấy là cho dù mình có ở một cái cương vị nào hay là một cái công việc nào thì cần phải cải thiện một cái kỹ năng giao tiếp, và cũng như cái kỹ năng về thuyết trình hay là thực hiện một cái công việc gì đó, nó cần có thời gian, và cũng như chúng ta phải cần có một cái tư duy đúng và những kiến thức đúng để chúng ta nắm chắc được những nền tảng chúng ta muốn chia sẻ hay là muốn nói hay muốn làm, và chúng ta cần phải có được đủ cái đó. Và cũng như thể là chúng ta thấy là việc luyện tập nó rất là quan trọng, và cũng như thể là những cái phương pháp làm sao mà có ích, và nếu như chúng ta có được cho mình những cái chiến lược sử dụng thì chúng ta cũng sẽ có được những cái bản chất để chúng ta giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn. Và cũng đã thấy sự xuất hiện của bạn Cao Thắng. Bạn Thắng có thể chia sẻ một chút được không? Em chào tất cả các anh chị, em đang có mặt trong phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay ạ, với thầy Toàn với chị Dung ạ. Em tự giới thiệu, em tên là Phạm Cao Thắng. Hôm nay em mới có 40 tuổi và mới có một vợ hai con, em đang sống ở quận 2. Nói chị Dung nói còn trẻ tuổi thì em cũng thấy vui.
Buổi sáng bật nay cam thì được học không em? Bật cam được không? Bật cam cho mọi người sáng em đang đi bộ thể dục ạ, không có trong phòng. Không sao cả, miễn em không cười trần là được. Dạ. Nó là tinh thần mà. Trong phòng Zoom của chúng ta có rất là nhiều các anh chị là thường là cứ tự vừa tập thể dục vừa nghe đọc sách. Dạ. Rồi xin mời bạn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì thầy Toàn chia sẻ về cái kỹ năng giao tiếp á. Em thấy cái kỹ năng giao tiếp nó khá là quan trọng và khá là hay trong tất cả những cái công việc làm ăn cũng như kinh doanh hay là gặp đối tác á. Thì cái kỹ năng giao tiếp vô cùng quan trọng, bởi vì có chị họ khách hàng và chỉ ấn tượng với mình trong vòng 3 giây đầu tiên á, cho nên là để mà ký kết một hợp đồng nào đó hoặc là xác nhận là có làm ăn với đối tác này hay không á, thì cái 3 giây kim cương lúc ban đầu rất là quan trọng. Thì để mà giao tiếp thường xuyên thì các anh chị có thể là nó ở từ bên trong, nhiều người họ nhút nhát, học rất là nhiều kỹ năng hoặc nhưng mà họ lại không giao tiếp với nhiều người á, không có hàng ngày không quan hệ không giao tiếp với nhiều người, nên là cái sự nhút nhát ở trong bản thân họ, họ rất là ngại, họ rất là sợ người khác nói gì về mình, nên là họ nhút nhát lắm. Ngồi trong một cái đến một cái hội trường, một văn phòng nào đó, mọi người nhìn thấy mọi người nói chuyện thì mình cứ ngồi một chỗ, thì cái sự nhút nhát đó nó cũng là một cái điểm yếu của những cái người mà sợ nhút nhát mà không dám giao tiếp. Thì tuy nhiên thì còn những người mạnh mẽ thì đến một cái nơi nào đó giao tiếp thì trong vòng 3 giây đầu tiên thì người ta có thể chào giao lưu bằng ánh mắt hay nụ cười hoặc thậm chí là bắt tay. Nhưng mà đôi khi cái bắt tay nó rất là quan trọng. Bắt tay thì phải nhìn ở đâu, nhìn vào trán hoặc là nhìn thẳng trực tiếp vào mắt, hoặc là nhìn vào người ta gọi là ở giữa trán anh chị, thì gọi là ấn đường ha. Ấn đường thì đó, người ta nhìn trực tiếp vào đó thì để đôi khi là đối phương họ đỡ ngại đó, nhìn vào đó và bắt tay thì như thầy Toàn có chia sẻ là bắt tay thì nó rất là quan trọng. Có những người đưa tay thì đưa một nửa bàn tay nên bắt tay thì nó rất là hời hợt, hoặc là những người thì nắm chặt quá thì nó rất làm cho đối phương bị đau. Đấy, thế thì mình nắm làm sao nó vừa phải thôi. Và thứ hai là hai cái điểm điểm ở lòng bàn tay này, đấy, điểm hai điểm giao tiếp của bàn tay của mình phải chạm vào với nhau. Đó, và bắt tay thì có nhiều người bắt tay thì không biết bao giờ buông, bắt tay nắm 30 phút mà cũng không buông ra, thì đối phương bên kia mà người ta giật tay ra thì lại cảm thấy là mất lịch sự, đúng không? Mà cứ nắm hoài như vậy thì biết bao giờ buông. Thì trong bắt tay nó cũng có những quy tắc, người ta sẽ đếm nhẩm ở trong đầu là đếm trong vòng khoảng 3 giây nhịp, ví dụ bắt tay là nâng lên để xuống là khoảng 3 giây hoặc 3 nhịp gì đó, thì cả hai bên người ta sẽ buông tay ra. Đấy, không quá chặt và không quá lỏng. Đấy, và mình đưa ra hai chạm hai cái lòng bàn tay ấy, chạm được với nhau, thì đó là cái bắt tay chuẩn. Và thứ hai nữa là ở cái địa vị hai cái phương hướng ở hai đối phương ấy, nó cũng không quá gần, quá thì bắt tay nó hơi bị chạm người, hoặc là xa quá thì là phải hới, đúng không ạ? Nhưng là cái khoảng cách nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta bắt một khoảng cách, đứng một khoảng cách vừa phải để chúng ta có thể vừa bắt tay và vừa nói chuyện. Đó là với những người lạ. Còn với những người quen thì có những cái cách bắt tay khác. Người ta bắt tay xong rồi người ta quàng vai, người ta ôm hai người hai cái ngực bên trái á, tôi gọi là tim chạm tim á, đó là cái bắt tay. Rồi người ta sau đó người ta quàng vai, người ta ôm với nhau, đó là một cái bắt tay của những người đồng đội hoặc là những cái người rất là thân quen đó, nó có truyền được cái tình cảm nó nhiều hơn đó. Rồi còn về ngôn ngữ để sử dụng trong giao tiếp thì rất là nhiều, thì các anh chị có thể tìm hiểu qua lớp học của thầy Toàn hoặc là có thể đọc ở trên sách, thì cái ngôn ngữ để mà sử dụng trong giao tiếp nó rất là phong phú và đa dạng. Thì em Thắng cũng chưa luyện được đến cái đỉnh cao của giao tiếp, nên là chỉ chia sẻ một số đôi lời đơn giản như vậy thôi. Rất mong được sự học hỏi giúp đỡ từ thầy Toàn cũng như là tất cả các anh chị ở đây. Xin thân ái chào các anh chị, xin chào nhường lời lại cho chị Dung Kiều, anh Phùng Dung ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Cao Thắng. Bạn Cao Thắng bị lỗ rồi. Bạn Cao Thắng là bạn Cao Thắng trẻ nên là bị lỗ. Vâng ạ, để kết thúc cho buổi đọc sách ngày hôm nay, em xin mời tiến sĩ Thái Lâm Toàn có thể chia sẻ cho mọi người một chút trước khi chúng ta kết thúc cho buổi đọc sách. Dạ, em xin mời anh. Anh Toàn vẫn đang tưởng tượng. Em mời anh ạ. Alo. Rồi các bạn thân mến. Thì hôm nay chúng ta đã nghiên cứu tới cái trang đây, coi nãy trang là xong mấy đây. Trang 67, và ngày mai hoặc ngày kia chúng ta có thể
đọc cái trang này tiếp tục, tìm hiểu chiến lược kinh doanh của tỷ phú giàu thứ 23 Nhật Bản. À, thì tôi nói như vậy để làm gì trên video này, để chúng ta làm dấu để nhớ, dễ nhớ nha. Rồi, như vậy các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái bài học về kỹ năng giao tiếp cũng như là bài học về kinh doanh và chúng ta liên tưởng. À, thật ra cũng không có nhiều cái ý đâu. À, anh Tony Hoàng nhiều khi chúng ta phải phải note lại những cái từ khóa đó để chúng ta chia sẻ. Ví dụ như tôi chỉ nói tới hai ý thôi. Thật ra nãy giờ nói rất nhiều thì có hai ý. Một là nói về cái FDI, đầu tư FDI, đúng không? Cái thứ hai là kỹ năng giao tiếp, giống như anh Thắng nói. Đấy, thế thôi. Còn trong cái kỹ năng giao tiếp gồm có 7 phương pháp gì đó hay là 7 cách gì đó thì chúng ta phân luồng ra. Cho nên anh chị thấy đó, ở đây cũng chia sẻ một ý nữa thôi là chúng ta kết thúc. Tại ngày hôm nay tôi cũng có bận rất nhiều việc, cho nên trước 7 giờ chúng ta sẽ kết thúc. Thật ra ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có nhiều ý thôi. Thì chúng ta thấy nhiều ý hoặc là ít ý thì cũng được. Thật ra là người làm CEO, tại vì quan điểm của Toàn là anh em ở đây phải là CEO, là phải giám đốc hết. Thật ra một cái người mà làm giám đốc có rất nhiều cái kỹ năng, nhưng mà một trong những kỹ năng mà quan trọng nhất đó chính là anh chị biết tóm gọn và anh chị biết mở rộng. Tôi lấy ví dụ, đây là một kinh nghiệm luôn đó nha, là anh chị ngồi trong cuộc họp thì người mở bài là cái ông giám đốc, và người kết thúc thì cũng là ông giám đốc luôn. Còn nội dung cuộc họp gì đó là để anh em thảo luận, đúng không anh chị? À, cho nên là anh chị phải ngồi, anh chị nghe nó, ơi bữa nay chúng ta họp về vụ tài chính nha, tụi em hay ngồi nghiên cứu làm sao mà doanh thu nó nhiều nha, đó là lá là rồi bạn Dung phát biểu đi, anh Hoàng phát biểu đi, anh Lam phát biểu đi, anh Thắng phát biểu đi, vân vân. Thì chúng ta nghe đã đời xong rồi là anh chị phải chốt lại vấn đề. À, hôm nay chúng ta nói 7 ý, chúng ta nói 8 ý. Vậy 8 ý này thì theo trong 8 ý tụi em thấy nói đó, vậy anh thấy ý số 1 và ý số 5 là ok nhất, chốt kèo chúng ta sẽ triển khai. Đấy, đó là cái phong cách của người làm CEO. Cho nên anh chị thấy là nói chia sẻ như vậy để cho anh chị thấy là mỗi chúng ta sẽ có được cái cách quản trị của riêng mình. Nhưng tôi nhìn nhận rằng là anh chị phải sao à, phải tổng hợp được. Chứ nãy giờ em Dung là thư ký, em báo cáo quá trời quá đất, xin lỗi cho em, cho anh mượn cái tờ giấy em đây đọc lên, anh ghi lại là thua rồi, là anh đâu có cái người leader được. Cho nên ở đây là mình không có phản bác ai, nhưng mà ý mình nói như vậy để chi ạ? Mình phải luyện tập, cái gì cũng vậy, cũng phải luyện tập. Thì các bạn biết là ngày xưa là hai lúa Toàn là dưới quê lên là dân ảnh lúa học bách khoa, học giao thông vận tải, thì ảnh cù lần lắm. Thậm chí ngày xưa tôi chia sẻ chị luôn, tôi gặp gái là tôi cũng sợ, mà lên miền Tây lên gặp gái đông học, mà lớp tôi là đặc điểm là tới 100 mấy chục bạn mà toàn là nam, mà nữ chỉ có 10 bạn à, 7-8 bạn à, mấy bạn à. Cho nên là những cái cô gái đẹp đó là mấy người kia nó hốt hết rồi, cho nên bức tức quá, cho nên là đi học viết cái thành tiến sĩ, nói đùa vui cho vui anh chị à. Cho nên là ngày xưa mình lên đó, mình gặp phụ nữ mình cũng sợ thấy bà, đúng không? Gặp bạn gái vô xuống nó mượn cuốn sách, anh Toàn hay cho em mượn cuốn vở, em ghi không kịp là tự nhiên nó run rồi, đúng không anh chị? Nói thì không dám nói luôn, tại vì dân mình là dân kỹ thuật mà. Nhưng mà sau khi làm việc, sau quá trình làm việc bị đời xưa đẩy lăn lóc, bây giờ nói con két nó bây giờ lăn lùng nó chết luôn, tại nó không có khả năng nói, nó tức quá nó nói trong Toàn nói không lại, nó tức đập đầu chết luôn, ví dụ vậy. Cho nên một ý tưởng vui như vậy thì các bạn cứ thoải mái đi, và format của Viện Đào tạo Bách Khoa chúng ta sẽ là mỗi buổi sáng từ 5:30 cho tới 7 giờ chúng ta sẽ đọc sách và đọc những cái quyển sách để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm cuộc sống này, và chúng ta có những cái bài học chúng ta cùng nhau phát triển và chúng ta chia sẻ. Ví dụ như Tony Hoàng nó cũng hợp lý đó, nếu mà người nào mà không có kiến thức, người nào mà không có biết cách tổng hợp thì nãy giờ quá trời luôn, tôi phân luồng ra từ cái câu chuyện của Sanh Sum cho tới câu chuyện của chủ tịch của Ngân hàng Thế giới, đúng không, ông đó ông nào chả biết, đúng không, rồi tới câu chuyện ABC là la. Cho nên là chúng ta phải biết cách để chúng ta tổng hợp. Thì tôi nhìn đồng hồ sơ qua thì hiện tại bây giờ là 6:59 rồi, thì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay cũng khá nhiều kiến thức. Chúng ta sẽ kết thúc cái buổi nhung đọc sách ngày hôm nay, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thay mặt cho Viện Đào tạo Bách Khoa xin chúc cho anh chị trong giai đoạn này nha, là thứ nhất là sức khỏe sẽ tốt rồi, thứ hai là sao ạ, tinh thần phải sảng khoái, đúng không? Lúc nào cũng cười giống như em Dung và tôi vậy, đúng không? Cười hoài, đúng không? Mặc dù sao trong lòng sao ạ, mấy con ghẻ nó chuẩn bị bỏ rồi, rất là đau khổ, nhưng mà sao vẫn cười, cái trái đó chứ, bỏ chứ, đúng không? Và kinh doanh khó khăn thì cái trái đó chứ, từ từ làm. Cho nên anh chị thấy không, là mình phải có tinh thần sảng khoái và chúng ta phải vượt qua được mọi khó khăn này. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể cùng nhau phát triển, và chúng ta
sẽ đồng hành với nhau và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lẫn nhau để chúng ta có được những cái bài học kinh nghiệm. À, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn sáng nay cũng đã đọc sách cho chúng ta và cũng như phân tích. Cảm ơn tất cả anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay đã chia sẻ. Và lời cuối cho buổi đọc sách ngày hôm nay thì em cũng xin tặng các anh chị một câu, đó là bạn tạo ra một cái búa nhưng không phải là bạn là cái búa, và làm sao chúng ta sẽ vận dụng được những cái đó để chúng ta cho vào trong cuộc sống của mình, những cái gì cần thiết. Và cũng như thể là buổi đọc sách ngày hôm nay, anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn cho chúng ta rất là nhiều những cái ví dụ, nhưng cái ví dụ nào nó thích hợp với chúng ta sẽ áp dụng vào trong cuộc sống của mình để làm sao chúng ta có một cuộc sống được thành công hơn và thịnh vượng hơn. Và bây giờ thì cũng 7 giờ thì em xin kết thúc buổi đọc sách ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 5 giờ 30 sáng ngày mai. Chúng ta sẽ quay trở lại thành Zoom cùng nhau chiêm nghiệm về những cuốn sách và cũng như rút ra những cái bài học kinh nghiệm và chia sẻ những cái hành trình đường đi của mình. Có những bài học nào của chúng ta có được những cái kinh nghiệm đó, sự thành công mang đến cho tất cả chúng ta với sự thăng hoa. Còn những câu chuyện thất bại sẽ rút ngắn được thời gian cho tất cả phòng Dung và cũng như bản thân em Dung cũng được học hỏi từ các anh chị để có thể giúp ngắn được cái con đường của mình đi đến con đường thành công và giàu có. Xin cảm ơn và xin gửi lời chúc đến toàn thể quý anh chị một ngày mới tràn đầy năng lượng, đầy niềm vui, nhiệt huyết và thành công, giàu có. Xin cảm ơn.